Đây, cái này chậm nha, con này chậm nha mọi người. Dạ. Thôi. Thôi, mình ra. Nha. Dính cá lắm trời. Ừ. Dính cá không hay luôn mọi người ơi, nó ăn nó nằm dưới luôn mọi người ơi. Trời ơi. Chào mọi người nha, hôm nay hội ngộ với Lê Khuyến sông Tiền Chiến nha các bạn. Đó. Hôm nay mình câu sông, câu mồi thúi của khá sớm Bạch Sơn. Mồi bông gòn quắn ở cả nhà. Đó. Với câu cháo gích. Đó. Cháo gích mình đánh cháo Hậu Giang với cháo Anh Bình Cơm nha. Đó, cháo câu giải không còn em đi câu luôn. Đó. Cháo Hậu Giang. Mình đang ngâm hai chai nước giờ này mới đạp xuống luôn, ngon quá, ngon luôn cả nhà ơi. Đó, đúng nước luôn. Lâu quá thì em được mới ra sông lại. Mong thì hôm nay cũng được nhiều cá đồ để có cảm giác đồ cho anh em chơi luôn nha. Đó, cho anh em xem đồ chứ. Rồi em được cũng chào anh em nha. Đây quất cuốc từ từ dài dài xuống dưới Bình Thạnh Sa Đéc luôn các bạn ơi. Đó. Nay anh em đi theo. Đó. Cà phê đồ nè, trà đường đồ. Đó. Rồi săn cổ đồ đầy đủ nha cả nhà, dù đồ luôn. Cái này mưa gió lắm, anh em áo mưa đồ theo. Đó, rồi được chào anh em nha. Chuẩn bị sức khoát thôi. Rồi giờ đang ra sông nha cả nhà ơi. Đây là Khuyến nha. Lâu quá quá nhờ. Hôm ngày thì mưa gió chứ đường đi câu giải nhiều á. Cho nên là không ít. Hôm nay gặp chiếc cốt ra thì chơi các bạn. Không tiền. Câu trước rồi câu dài dài xuống dưới. Rồi được chào cả nhà nha. Sông nước mênh mông cá lồng tông không biết có không. Xuống mò luôn mọi người ơi. Giờ canh cá câu cá có ăn không, không ăn thì đổi điểm khác. Mình rảnh thì mình tóm thêm vài cái lử nữa. Đây hầu xuống dưới kia câu. Gì tim tim nghe đòn câu gì. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, này mọi phải con cá chắc dữ lắm luôn rồi phí. Này mà tán cái kịch đó là thứ già luôn á. Con bóng mà mọi người vào cái luôn, không biết phải cá không hay là gốc cây nữa. Mà thấy đi đi này nguy hiểm lắm nha. Ừ. Khôn lắm, con này chắc nó miệng thời lừ hết rồi. Xét
thì giờ trời ơi nó nằm như cái đít ha, nó nằm như cái đít thao. Đâu có tròn cái đó đâu. Quên nó khuyến nhắc tôi nhớ gì. Úi, dính. Bằng phi dính nha mọi người. Này đây, đếm hay lăn đây nha. Lộn gì nghi đếm quá. Hay quá Huyến ơi, mà thúi trời chạy dữ gì. Hồ đếm, hỏ. Ui, ba xa. Ba xa, quá ngon luôn mọi người ơi. Để đắng luôn đi. Được, mấy xuống đó đi, xuống lỗ trống đi, khỏi giờ đâu. Ba xa. Hay quá. À, mồi thúi nha bạn. Mồi thúi mà còn thúi. Im. Lời khuyến. À, không mấy gió tay bỏ bị này vô thùng giùm luôn đi cho nó trống luôn, quay cho đẹp luôn. Bỏ giùm nó vô thùng luôn đi. Ok, quá đẹp luôn. Rồi dở cái đít vạc rồi lấy cái gọng lên luôn. Đít vạc đặng á. Nuốt luôn rồi. Nuốt luôn, tháo thẻo đi để nó chết á. Cá bà xa bạn ơi, quá ngon luôn bạn. Nay Khuyến họ đi không quay phim luôn mà câu màu thúi không biết sao quay. Đó, quá ngon. Im. Lấy gọng luôn. Gọng luôn, điện thoại đi tùm lum, khách đặt hàng gì tùm lum. Im vậy mới được chứ. Ngon lành. Chuẩn bị tóm lử. Rồi mở hàng con đầu tiên nha mọi người. Quá ngon. Dị hầu mình lên đầu chơi được. Mọi người con màu thúi là phải cầm cái cần trên tay nha. Ghim vô trong cái thùng phi nè, thử cái bộ không giật cái cũng kinh sườn luôn. Nó nữa rồi không biết gì ghen các bạn đếm. Quá trời quá nhạy các bạn ơi. Được vô gọng luôn. Im 2-0 rồi nha. Khiến lời qua ghê quá các bạn ơi. Chắc hầu chuyển camera mệt luôn quá. Cập liền. Quá ngon lành luôn. Nhiều đếm. Rồi cho con Khuyến gỡ đi. Về với cái cặn của mình đó. Lên cá nha mọi người. Hòa Lưu Khuyến làm thứ gì bự lắm hôm nay. Đếm rồi. Ui, hết chạy rồi. Đó, nãy phải đưa qua mình là chết luôn rồi. Quá trời đếm nó mập các bạn ơi. Đếm này đuôi nó lành. Để nó nằm dưới đây. Nó dễ không có văng vào cái mồi thúi đó mọi người. Em nhất quá tam gì ba cái chứ.
Đây mọi người, cá nó nhè đẹp nó nha, màu thúi này quá im bạn ơi. Đây là màu bông gòn đó bạn, màu quắn á. Chờ ngay đầu què mọi người. Anh em mới đổi điểm. Khuyến giật hai cái liếu hết trơn. Có chờ lục bình xuống rồi. Rồi. Vô bị bà con. Đây có điểm mà hai con như nè. Rồi. Rồi, đậu điểm tiếp nha cả nhà, lỗ được con đó là nhát rồi. Đậu điểm mới vậy đó. Cá không quá. Khuyến đang sửa mồi lại. Ây dạ, có hồn. Nhịp nhịp coi Lê Khuyến làm cái nữa rồi mọi người. Mới đóng hộp cái rồi. Ê, bật bật đã ha. Thôi lên luôn rồi. Đó, các bạn thấy không, đổ điểm là dính nữa. Quá im nha mọi người. Cất gì chắc cám gì cả, gỡ nó đi rồi thảy vô gọng á. Khuyến hỏi gì dàn khè không? Im nha mà thúi, im nha các bạn. Rồi gửi đi, bốn con. Quay quá màu luôn. Mời bạn ơi. Bự không đây? Đó, vừa đếm vừa đếm. Đó, hai con. Bình luôn. Mới vừa quay, vừa tắt máy luôn lên hay thiệt chứ. Cá này khôn ghê, không có lập tiền. Hầu về cái mình nó bỏ luôn rồi. Dạ. Nuốt nó hay vậy? Coi trong cái bị mình có cái kèm á. Ờ, ngon ngon nha. Đem cái thùng oxy ra luôn các bạn thấy không? Tiếp tục. Ra ngoài hết rồi. Cái gì mày đi không? Cái gì mày đi? Từ từ. Hết màu rồi mọi người. Quay qua Lê Khuyến cho giật cho bạn xem nè.
đó đúng không? Đúng rồi bạn ơi, nữa rồi bạn ơi, có là được rồi. Ừ cũng ngon, có là ngon à. Đó mình mới vừa gỡ cá chưa có biết làm cái gì đây mà tới bằng tiếng nữa rồi. Đó lứa lứa giòn giòn, cá đại năng dở chì không ăn thà nấu dây. Máu me lùm lùm. Đó, làm cá đó nha mọi người. Đếm 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 đếm. Sớm giờ đếm mà xa không à. Tha nẩu lên luôn mà. Rồi mình về lẩu của mình mọi người ơi. Alo, dạ nghe ạ. Bây giờ đâu đây? Dạ em nghe anh, cái gì không anh? Cái gì mà nó nút cứ bự vậy ta? Nút mà thấy bự lắm nha. Nút gì thấy chì xuống một cái nhả, chì xuống một cái nhả thôi.
gì thả xuống giật chút chút gì mới sướng nè. Mày mới thấy khuyến sướng bữa. Trời ơi, dính cá không hay luôn mọi người ơi, nó ăn nó nằm dưới luôn mọi người ơi. Trời ơi, tính nuốt lên thay mọi thấy chậm quá nè các bạn. Trời ơi, câu dính vô đếm không hay luôn, bằng con nãy à. Tiếu thiệt chứ. Không biết bạn sao chứ mình thấy tiếu dữ lắm luôn rồi đó nha. Câu cá mà dính không hay luôn, dạng ơi. Rồi đếm con bự bự gì không nè. Tiếu thì mọi người dính không hay luôn á. Trời ơi, ăn cháo nặng dữ luôn. Rồi có cá nữa được rồi các bạn ơi. Lên lên. Quay lên hai mồi. Dây nữa rồi mọi người ơi. Trời ơi. Giật cỡ đó. Xem chút nhảy cần câu luôn rồi. Trời trời. Mọi người ơi, tha nổi tha chì lên núi ơi. Ừ. Khiến lên cá nha mọi người. Con này thấy trọng hơn nãy rồi đó. Đó. Quá im, quá im. Lại ăn dở chị thôi. Rồi. Quá đại nha các bạn. Im im, lỡ lỗ này rốt cuộc cũng ngon chứ bộ.
Nãy giờ có chỉ có lỗ nằng nẵng là lại thả không ăn thôi. Hầu như ghé lỗ nào cũng ăn chân Khuyến. Ngon ngon. Con đó bằng con mình mới lên đó. Uống nu rồi. Uống nu rồi, đã lắm. Vô bị, vô bị. Ui, nãy ăn dùng dây đã ghê luôn trời. Tranh thủ lên nha. Hả? Gỡ con dây ra đi, quên cùng con dây nó thích luôn rồi. Con dây á, cùng rồi. Cuộc cái con dây rút á, cuộc cái con dây đỏ kia kìa. Không ấy. Ngoài vậy đó. Rồi rồi, cuộc con dây đỏ ngoài thôi, khỏi ngoài vô miệng rồi vậy đó. Rồi, cuộc xích nó lỏng ra đây đặng hầu. Rồi còn cái miệng kia nó không có làm gì rút cái miệng nữa mà. Rồi, chuyện bỏ một cái vô xong rồi rút cái miệng này, cái con dây đỏ rút đó. Nhìn đi gan chứ gãy cây. Gốc bonsai. À, đậu điểm xuống điểm mới đây nha mọi người. Sớm giờ Lê Khuyến làm quá. Lại điểm cá ba sa. Lê Khuyến có màu thúi im à. Màu quắn này ngon nè. Rồi chào mọi người nha. Đi tiếp thôi, điểm được một hai con là cá nó nhát rồi, đậu điểm tiếp. Hay đem đồ nghệ đầy đủ luôn nha, có bình oxy rồi luôn á, thùng mút rồi luôn. Cá ngon.